Các cô gái giống như các năng lượng khác nhau của tự nhiên. Một số thì nóng như lửa, một số lại lạnh như băng. Cô ấy là Betty. Tâm trạng cô ấy không được tốt. Cô ấy trông có vẻ không thân thiện. Chắc chắn cô ấy là người lạnh lùng. Thậm chí bộ phim kia cũng giống như cô ấy, Nữ hoàng băng giá, mà cô ấy không có cảm xúc gì cả. Đây là Megan, bạn của cô ấy. Wow, cô ấy trông như ngọn lửa vậy. Nhìn cử động, biểu cảm cô ấy kìa. Này, cậu xem cái gì đó, thật nhàm chán, chẳng thú vị gì cả. Betty cứng rắn như thép vậy, và cũng lạnh như băng nữa. Vậy nên phải tạm dập lửa và xem chương trình đang chiếu. Nhưng không lâu đâu, Megan rất thông minh. Cách đó hay hơn nhiều. Công chúa lửa, bây giờ chúng mình sẽ làm tan chảy băng này. Đánh nhau về cái tivi ư? Thế thì thật là trẻ con. Trong mọi tình huống, thật tốt thì có thể thỏa hiệp được với nhau. SpongeBob, nhìn kìa, có cả lửa và nước mát nữa kìa. Hoàn hảo. Những cây nến, một ngọn lửa, ngọn lửa ấm áp. Cô nàng nóng đang ở nhà. Cô ấy còn có thể đi bộ trên thang nóng, ngồi thiền trên đống lửa sao? Tại sao không, nếu ở phe nóng? Khói thật dịu. Bài tập thể dục buổi sáng của nữ hoàng tuyết thì lại rất khác. Một khối tạ bằng băng. Mình nghĩ chắc là nặng lắm. Dùng hai quả tạ thông thường ổn hơn. Nhưng chườm đá là một cách tuyệt vời để giải nhiệt. Cô gái lạnh này không thể chịu được nóng. Cùng xem Betty và Megan ăn ý như thế nào trong nhà bếp nha. Tất nhiên, một cô gái bốc lửa thích đồ ăn nóng. Cô ấy muốn món ăn thật cay. Trứng tráng và ớt là một kết hợp tuyệt vời. Nhưng Betty thì cần một cái búa cho bữa ăn của mình. Bạn có thể đoán không? Cái gì dưới nắp nhỉ? Ơ, dĩ nhiên là đá rồi. Mà bên trong là hoa quả đã đông đá. Cái búa thực sự cần thiết trong tình huống này. Rất lạnh, rất nóng. Nhưng cả hai đều rất hài lòng. Betty chuẩn bị có một cuộc hẹn. Cô ấy chuốt mascara và chuẩn bị đi. Cô ấy quên không cất đồ trang điểm sao? Đây là một sai lầm của cô ấy rồi. Ai nói những cô gái nóng không xấu tính? Cô ấy dùng mắt để tạo ra một ngọn lửa trên thỏi son của bạn mình. Ừ không, thỏi son chảy ra rồi. Trò đùa của cô ấy đã thành công. Betty quay trở lại rồi. Thỏi son của mình bị làm sao thế này? Không khó để đoán xem ai đã làm. Cậu ấy không nên làm như vậy chứ. Megan cũng đang trang điểm. Mái tóc của cô ấy rất khó để chải. Và Betty đã sử dụng năng lượng cô ấy có với chiếc lược và biến nó thành một khối băng. Cô ấy không thể chải tóc bằng cái lược này nữa rồi. Làm gì được với tảng băng này đây? Không có cái gọi là thời tiết xấu, nhưng Betty cảm thấy thoải mái trong một ngày mát mẻ. Còn Megan thì đang run và run cầm cập. Đối với một cô gái lạnh lùng, thời tiết nhiều mây khiến cô ấy thấy rất nóng. Betty vội lên chiếc xe màu trắng như tuyết của mình và bật điều hòa ở mức tối đa. Giờ thì dễ chịu rồi. Đoán xem xe của Megan màu gì? Tất nhiên là màu đỏ rồi. Còn có thể màu gì khác nữa? Ôi trời, mình sắp đóng băng rồi. Bật máy sưởi lên thôi. Tuyệt vời. Mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc. Và thoạt nhìn, Megan và Betty đang nhảy khá giống nhau. Ok, cùng xem nào. Betty thấy hơi nóng. Cô ấy tìm được một xô đá để làm đồ uống. Thực ra đá đấy dành cho cả nhóm. Dù sao chẳng ai cần những ống hút này.
Thật nhiều đá. Làm thế nào mà cậu có thể nhai đá như vậy? Chỉ những cô nàng lạnh mới làm thế. Dù sao, đó chắc chắn không phải là đồ ăn nhẹ mà Megan thích. Và đây là ly cocktail của cô ấy. Ngọn lửa đang cháy ngay trong cốc. Đó mới là thứ mà mình thích. Wow! Mỗi người có sở thích riêng. Mọi người hay tán tỉnh trong các bữa tiệc. Nhưng cần phải cẩn thận với một cô gái lạnh. Chỉ với một nụ hôn, bạn có thể biến thành một bức tượng băng. Có lẽ Megan có thể làm tan chảy trái tim anh ấy. Một nụ hôn sẽ giúp anh ấy tan băng. Oh no, không được rồi. Anh ấy chắc đang bị bỏng cấp độ 4 mất. Không ai có thể xử lý được sự chênh lệch nhiệt độ này. Chúng mình đã làm gì thế này? Chạy thôi nào. Betty muốn một bồn tắm nước đá trước khi xuống hồ bơi. Bây giờ mình có thể nghịch nước rồi. À, thật tuyệt vời. Mình cảm thấy giống như một quả ô liu trong lem martini trên đá. Megan cũng muốn chơi trong hồ bơi. Mình đến với cậu đây. Wow, nhiều hơi thế nhỉ. Yeah, một cô nàng nóng vừa nhảy vào mà. Megan, sao cậu lại làm vậy hả? Cậu đã làm bốc hơi tất cả nước rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có một bể trống. Chà, vì họ không thể bơi cùng nhau. Có lẽ họ có thể đi dạo trong rừng cùng nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ấm áp. Nhưng Megan đang thấy lạnh. Thực ra cô ấy có một cái chăn trong ba lô. Hoàn hảo rồi nè. Thác nước đây rồi. Ở đây thật trong lành và se lạnh. Đây là thiên đường dành cho Betty. Và một cơn ác mộng đối với Megan. Nhanh nhanh, hãy đến với ánh nắng mặt trời đi. À, thật tuyệt khi nằm xuống và cảm nhận sức nóng của mặt trời. Hoặc bơi trong thác nước lạnh buốt. Nếu bạn thích tận hưởng nhiệt độ hoàn toàn khác nhau. Betty và Megan thu hút mọi thứ đối lập nhau. Và cả hai đều có vũ khí của riêng mình. Betty thì rắn như thép. Và Megan thì rất bùng nổ. Thật khó để nói ai mạnh hơn ai. May mắn thay, cuối cùng thì tình bạn cũng chiến thắng. Megan có chút thời gian để đọc sách. Betty đang ở ngay đây. Có vẻ như cô ấy muốn tạo bất ngờ cho bạn mình bằng cách đổ một chậu nước đá bất ngờ. Trò đùa này khiến Megan sôi máu. Được rồi, mình sẽ trả thù. Trong khi Betty đang tưới cây, bạn của cô ấy đang đợi để phục kích bằng một chiếc kính lúp. Bạn có biết tại sao cô ấy cần kính lúp không? Đúng vậy, là để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào cơ thể của Betty. Mình thành công rồi. Chỉ có Megan là người duy nhất thấy vui với việc này. Trời mưa rồi. Betty rất thích thời tiết như thế này. Mình sẽ mời cô bạn thân của mình ra đây cho vui. Nhưng không hiểu sao cô ấy không hào hứng. Cô ấy vội chạy vào bên trong. Dĩ nhiên là vì cô ấy cần phải sưởi ấm. Nhảy múa dưới mưa tuyệt thế ư? Thật không hiểu cậu luôn á. Xem nè. Hai cô nàng có đá viên và than đang cháy. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Đây là một thí nghiệm rất thú vị. Betty và Megan đang đổi hai cái bát cho nhau. Nóng quá. Lạnh quá. Bị bỏng và tê cống là những trải nghiệm đáng buồn. Không, chúng ta nên ở trong môi trường quen thuộc của chính mình đi. Họ đối lập nhau. Giống như lửa và băng. Nhưng họ không bao giờ chán nhau. Bạn có thích video về cô gái nóng và lạnh của chúng mình không? Bạn nghĩ bạn giống ai hơn? Quá nóng hay quá lạnh? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận nha. Hãy bấm thích video, đăng ký kênh và chia sẻ video này với bạn bè của bạn. Đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ những video thú vị từ Trum Trum Celeb nha.